Hello, em xin chào các bác các anh, lại là em JC Sài Gòn đây ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Nếu các bác nào mà có ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ủng hộ shop em với nha. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây, giày lười cho các bác mang đi làm và đi chơi các bác nha. Các bác ghé ủng hộ em với nha. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em loafer màu vàng bò khá là đẹp các bác này. Ồ, em này thì khá là đơn giản, form dáng thì khá là thon gọn các bác nha. Màu của em nó là màu vàng bò, đế của em nó thì còn rất là mới, em này sản xuất tại Japan của Nhật các bác nha. Ồ, form dáng của em này còn khá là ok luôn ấy. Size chuẩn của em này là size 40 các bác nha. Form dáng khá đơn giản luôn, màu của em nó là màu vàng bò, chỗ này là dơ các bác nha. Em này thì em chưa có đánh xi thôi, các bác mà lấy thì em sẽ làm vệ sinh mới cho các bác nha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đế của em nó thì cao tầm 5 phân, 4 phân đến 5 phân thôi nha. Form dáng của em này là khá đẹp luôn. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu này các bác. Đó, rất là đẹp. Mặt da của em này khá là ok luôn, màu của em nó màu vàng bò. Dòng này thì các bác có thể phối quần tây, quần jean hay là quần kaki đều rất ok nha. Size chuẩn của em này là size 40 ạ. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, nó là mã 33 size 40, giá 680k. Em này khá đẹp các bác nha. Size chuẩn của em nó là size 40. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, nó là mã 33 nha. Giá 680k, free ship các bác nha. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nha. Tiếp theo em qua mẫu tiếp theo cho bác, đó là một em giày tây công sở. Em này thì da của em nó thì khá là xịn sò các bác nè. Mặt da của em này thì còn khá là mới luôn, hầu như là chắc là mới chạm bắt 1-2 lần thôi, cho nên mà còn rất là mới, made in USA. Em này sản xuất tại Mỹ các bác nha. Mặt da em này thì quá xuất sắc rồi, không tì vết luôn. Đó, độ mới của em này thì còn khá là cao rồi các bác. Size chuẩn của em này là size 42.5 các bác nha. 42.5. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em này là size 42.5. Form dáng thì khá là thon gọn luôn. Lòng trong của em nó thì phun da dập hiệu này các bác, rất là đẹp luôn. Đó. Độ mới trên 90% các bác nha. Đó, rất là xịn sò. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B22. Size 42.5, giá 600k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại em để trên màn hình các bác nhé. Tiếp tục em qua mẫu giày tây da đan cho các bác nha. Em này thì thiết kế của em nó là bằng da bò đan, đục lỗ rất là thoáng chân luôn. Bác nào mà ở Sài Gòn mà nắng như thế này á thì đôi này mang khá là thoáng chân, thoáng khí luôn ấy. Thiết kế của em nó thì da bò đan nguyên tấm nha các bác. Đó, nhìn thấy lỗ này các bác. Đó, đục lỗ rất là xịn sò luôn. Đó, toàn bộ bằng da bò phối rất là đẹp. Đế của em nó thì đế da nha các bác. Đế da và đã có chút chân sẵn của em nó rồi nha. Đó, mặt da em này khá đẹp luôn. Màu đen mình dễ phối đồ, nhất là quần tây thì mình mang khá là sang các bác nha. Size chuẩn của em này là size 40 ạ. Size 40. Đế da đến từ Italy các bác nha. Đó, lòng trong của em nó phun da dập hiệu nè. Đó, các bác thấy không? Từng đường đan của em nó là thấy bên trong luôn nè. Rất là thoáng chân luôn nha. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B20. B20 size 40, giá 550k. Em này rất là thoáng chân luôn các bác này. Đó. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em chukka bot. Em này thì mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok hết các bác nha. Đó, em này dáng chukka thì mình lên quần tây hay là quần jean, quần kaki mình đều mang được nha. Không có kén đồ các bác nha. Đó, mặt da của em này thì khá là dày dặn luôn. Da của em nó là da bò hạt các này, da dày lắm luôn ấy. Đó, mặt da lòng trong của em nó các bác này khá là dày luôn. Dòng này thì bao bền cho các bác vài năm thôi. Đó, để visa hàng công ty này các bác, rất là xịn sò. Đó. Mặt da của em này còn khá là đẹp luôn. Đế của em nói còn rất là mới các bác nha. Đó. Độ mới của em này thì còn khá là cao.
Đó, từ đường kim mũi chỉ của em này rất là chắc chắn nha các bác. Da em ấy dày lắm luôn ấy. Đó, đế em này còn rất là đẹp. Size chuẩn của em này là size 40 các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book dùm em, nó là mã B24 size 40, giá 550k. Một em xịn sò như thế này mà giá chỉ có 550k, quá hời các bác nha. Da của em này khá là dày luôn, dáng chu ca thì nó không kén đồ. Mình có thể phối quần tây, quần jean hay là quần kaki đều ok nha. Đó, lòng trong dọc hiểu của em nó này các bác. Made in Italy, em này sản xuất tại Italy các bác nha. Đó, da rất là dày luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em liền nha. Đó, chốt nhanh nè, size chỉ 40 thôi ạ. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này inbox giùm em, đó là mã B24 nha. B24 size 40, giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em rể tây. Em này thì mình dáng này thì mình lên quần jean, quần kaki thì nó đẹp hơn các bác nha. Dòng này của em nó thì thiết kế bằng đế xốp cho nên mình mang cảm giác rất là nhẹ và êm chân các bác nha. Đó, màu của em nó thì màu nâu đậm cho nên mà mình dễ phối đồ lắm. Màu nâu đậm nó không có kén màu nha, không có kén quần luôn ấy. Quần tây, quần jean, kaki đều ok hết nha. Đó, em này thì sản xuất tại Hàn Quốc các bác nha. Thương hiệu em này là của Tandy nha. Tandy màu nâu đậm này các bác. Size chuẩn của em này là size 43. Size 43 các bác nha. Lòng trong của em nó là dập hiệu phun da. Da của em nó rất là mềm luôn. Mình cầm, mình sờ, mình cảm giác rất là mềm tay rồi. Mang vào chân thì các bác mang thoải mái luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu của em nó màu nâu đậm nha các bác. Size chuẩn của em này là size 43 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B27 ạ. B27 size 43, giá 450k. Quá hời, em này rất là đẹp nha các bác. Độ mới em này cũng còn cao ấy. Đó, tiếp theo em qua mẫu các bác, đó là một em luffer. Đó, form dáng của em này khá đẹp. Màu của em nó là màu nâu đỏ các bác nha. Đó, màu này khá là đẹp và sang luôn. Thiết kế cái ten của em nó làm rống Ferramo nha các bác. Đó, bên này là em đánh xi bị lem. Các bác mở thì em sẽ vệ sinh đẹp cho các bác nha. Đó, mặt da em này khá là xịn sò này các bác. Khá là dày luôn. Đế của em nó là thương hiệu XQ. Em này sản xuất tại Hàn Quốc các bác nha. Em này thì sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Form dáng của em này thì khá là đơn giản. Đấy. Dòng này thì mình có thể phối quần tây, quần jean hay là quần kaki, mình đều phối được các bác nha. Không kén đồ nha. Em này thì bác nào chân 42 năm trên 43 là ok nha. 42 năm thì thoải mái hơn nha. Đó, rất là xịn sò, da rất là mềm luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B30 size 42.5 trên 43, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nha. Mẫu tiếp theo em lên cho các bác, đó là một em da lộn. Màu này khá là sang cả nhà các bác. Màu này sang lắm luôn ý. Dòng này thì các bác có thể phối quần tây, quần jean, quần kaki đều được nha. Em này lên quần rất là sang mà nó không kém đồ. Màu nâu đất thì rất là thông dụng rồi. Đó. Em này các bác nào thích bụi bặm thì mình lên quần jean nha. Đó, hoặc là mấy quần tây màu xanh navy rất là đẹp. Đó, màu của em nó thì thiết kế em là da lộn nè. Màu nâu đất các bác nha. Quá xịn sò luôn. Dòng này thì mình vệ sinh bằng cách giặt nước thôi các bác nha. Giặt nước thôi. Giặt nước xong rồi các bác quấn báo đem phơi thôi nha. Rất là đẹp nè. Đế của em nó thì đế da. Đó, đã được khâu rất là chắc chắn. Khâu gút riêng này các bác. Rất là xịn sò luôn. Đó, khâu rất là chắc chắn rồi nè. Size chuẩn là 42 các bác nha. Đó, form dáng em rất là sang luôn. Size chuẩn của em này là size 42. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book giùm em, đó là mã B21 size 42, giá 550k. Lòng trong của em nó rất là đẹp này các bác. Đó, dập hiệu bên trong. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book giùm em nha. Đó là B21 size 42, giá 550k. Tiếp tục em qua cho các bác, đó là một em dáng giày gồ rất là đẹp nè. Đó, em này thì size rất là bé nha. Được cái em này thì đế của em nó thì cao tầm 3 phân rưỡi đến 4 phân các bác nha.
size thì rất là bé nữa, size tầm 39 thôi. Form này thì mình có thể phối quần riêng, quần kaki rất là đẹp nha. Dáng của em này thì đó, dòng này thì bao kè luôn các bác nha. Đó, màu của em nó là màu đen. Đó. Thiết kế của em chỗ này mấy cái tên lỗ này là toàn bằng đồng hết các bác nha. Rất là xịn sò luôn. Da em này thì bao dày luôn, dày cui luôn đấy. Đó, đế của em nó thì có độ bám rất là cao. Size thì chỉ 39 thôi. Size 39 các bác nha. Lòng trong của em nó thì phun da rồi, da rất là dày nè, da nguyên miếng dày lắm các bác nha. Đó. Xịn sò lắm luôn. Đế em nó có độ bám rất là cao. Size chuẩn của em này là size 39 các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B28 ạ. B28 size 39 giá 550k. B28 size 39 giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em dày lười. Em này thì form mũi hơi nhọn xíu nha các bác. Nhọn nhưng mà hơi bầu chứ không phải là nhọn quá nha. Size chuẩn em này là size 41 ạ. Size 41. Form dáng em này thì khá là đơn giản. Đó, dòng này các bác lên quần tây, quần rim thì khá ok nha. Da của em này thì khá là dày này các bác. Da của em nó thì khá là dày dặn luôn. Đó. Thương hiệu Bugatti, một thương hiệu nổi tiếng của hãng xe lớn nổi tiếng nha các bác. Đó, Bugatti dòng này mới rất là mắc luôn đấy các bác. Đấy. Thiết kế của em nó là có cái bo chun chỗ này. Mình mang vào lúc mình sọc vào nó dễ. Nó giống như dề lười khỏi với cột dây các bác nha. Size chuẩn của em này là size 41 ạ. Size 41 các bác nha. Thiết kế của em này là khá đơn giản. Thương hiệu Bugatti. Đó, rất là xịn sò luôn. Lòng trong của em nó dập hiệu Bugatti bên trong này các bác. Đó. Một thương hiệu nổi tiếng của một hãng xe nổi tiếng. Thế rất là xịn sò luôn. Đế của em nó thì bằng đế da đã có chống trơn luôn rồi. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã B25. B25 size 41 giá 500k. B25 size 41 giá 500k. Tiếp theo em lên cho các bác, đó là một em Chuka. Em dáng Chuka này màu đỏ mận nha các bác, rất là xịn sang luôn. Đây, thiết kế cái logo của em nó dập các bác này, thương hiệu của em nó dập ở đây. Đó, rất là xịn sò luôn. Màu của em nó là màu nâu đỏ các bác nha. Thiết kế bên hông của em nó là có sẹp bên hông này, sẹp tí bên hông rất là sang luôn. Rất là tiện lợi mà lúc mình mang mình cột dây cố định này thôi, mình xài bằng cái khóa này cho nó tiện nha. Size chuẩn của em này là 250cm, tương đương 39.5, đế cao 4 phân. Đó, rất là xịn sò. Đó, dập hiệu ở đây này, chỗ này cũng còn này. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em này là 39.5 các bác nha. Thiết kế là khóa bên hông rất là tiện lợi luôn. Đó, da em này còn khá là đẹp luôn. Mặt da rất là láng mịn luôn. Thương hiệu dập bên hông này các bác. Đó, Liberty này. Đó, rất là xịn sò luôn. Dập dưới đế luôn này. Đó, rất là xịn sò. Mà size của em này thì rất là bé các bác. Chân bé thì rất là nhiều bác chân bé, mà dày xe bé không có nhiều đâu nha các bác. Lòng trong của em nó dập hiệu luôn này các bác. Đó, rất là xịn luôn. Bác nào quan tâm mẫu này thì em book liền giùm em nha. Đó là đó, rất là đẹp luôn. Các bác chốt đơn có thể inbox cho em hoặc là chụp màn hình đôi giày và gửi qua số điện thoại Zalo cho em nha. Mã chốt hàng có đôi này là B23 size 39.5, giá chỉ 550k thôi các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em dày lười. Em này thiết kế của em này là bác nào mà khoái đế cao thì đôi này cao nha. Em này với tầm 6 phân ấy, 5-6 phân luôn. Đó, giày này giày độn đế cao nha các bác. Đế này cao này, 5-6 phân luôn. Đó, size thì size rất là bé, size 39.5 thôi. Đế của em nó thì đế da đã có chống trơn, size 39.5 các bác nha. Đó, mũi hơi thon gọn nè, rất là gọn luôn. Bác nào thích chiều cao, nó cao hơn xíu thì đôi này nó độn chiều cao rất là nhiều nè. Đôi này cao tận 5-6 phân luôn đấy nha các bác. Đó, mũi nó hơi thon gọn. Size chuẩn của em này là size 39.5. Phun da của em nó này các bác. Đó, lót vào lót da phun luôn. Đó, đế cao này, 5-6 phân luôn đấy.
Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 23, mã 23 size 39.5, giá 550k. Rồi mẫu cuối cùng em lên cho các bác đó là một em derby. Một em derby size 43, khá là sang trọng luôn. Em này của em nó là màu nâu đỏ nha các bác. Màu nâu đỏ này, size chuẩn là 43, khá là xịn sò luôn. Đó, mặt da em này từng đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn luôn các bác nha. Màu của em nó màu nâu đỏ, không có đỏ đậm nha các bác, đỏ cà phê thôi, rất là xịn luôn, nó không có nổi trội đâu. Màu này thì mình phối đồ rất là dễ các bác nha, quần tây, quần jean hay là kaki mình mang ok hết. Đó, màu này nó không có nổi nha. Đế của em nó thì đế da đã được khâu rồi, khâu gucci rất là chắc chắn xịn sò. Thương hiệu Pierre Cardin, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp các bác nha. Pierre Cardin, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp ạ. Ôi ơi, dòng này mua mới có, nếu mà hãng Việt Nam mà sản xuất mẫu này mới cũng đã mười mấy triệu rồi nha các bác. Đó, em này của Pháp nha. Pierre Cardin này, một thương hiệu nổi tiếng của Pháp này. Đó, Pierre Cardin ít khi có cái dáng này lắm. Đó, rất là xịn sò. Đế da. Đó, một hãng thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp, nhưng mà em này đế da sản xuất tại Italy các bác nha. Đó, Pierre Cardin ạ. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 27 size 43, giá 650k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi, em kết thúc video hôm nay tất cả những mẫu cho các bác lựa chọn nha. Em xin chào các bác, em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo nha.